Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học cách import AutoCAD vào Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm giới thiệu về các phương pháp import, hướng dẫn thiết lập cài đặt và tiến hành import AutoCAD vào Revit. Đây là file Revit chúng ta đã khởi tạo trong các bài học trước. Ở các bài học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một dự án mới bằng cách kích vào New. Các bạn chọn Project và các bạn chọn Template mà mình cung cấp cho các bạn để khởi tạo dự án. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn tạo ra các cái phương án bằng công cụ Design Option. Như các bạn biết rằng thì trong cái dự án mà chúng ta sẽ làm nó sẽ có hai phương án đúng không? Phương án 1 và phương án 2. Và mình cũng đã hướng dẫn các bạn là tạo ra những cái view quản lý hiển thị các view sẵn. Đấy, được chưa? Thực ra cái việc tạo ra các view này thì các bạn có thể làm một chút thôi cũng được. Sau này trong quá trình sau các bạn có thể làm nó kỹ hơn, nhất là cái phần cài đặt view ấy. Nhưng mà ở giai đoạn này thì các bạn cũng cần tạo ra các view để các bạn có thể đưa các cái ý tưởng CAD vào để chúng ta có thể tiện hành dựng hình rồi, được chưa? Thế đây thì mình đã có là tầng 1 option 1 và tầng 1 option 2, được chưa nhỉ? Rồi, thì về cái tầng 1, tầng 2 này ấy, về các bản vẽ, cái view này ấy, thì các bạn có thể hiểu rằng ấy, thì đáng lẽ là mình phải hướng dẫn các bạn đó là tạo ra các hệ thống cao độ cả trước đã, tức là cái tầng ấy, các tầng của công trình trước đã, rồi chúng ta mới là đưa CAD vào. Tuy nhiên thì do trong một cái chuỗi liền mạch thì mình sẽ hướng dẫn các bạn import CAD vào luôn. Nhưng mà các bạn hiểu rằng sau này khi chúng ta vào dự án, trước khi chúng ta import vào thì chúng ta phải tạo ra những cái hệ thống cao độ công trình ấy đã. Công trình chúng ta có bao nhiêu tầng, nó nằm ở tầng nào thì chúng ta phải làm ra trước, được chưa? Thì cái này trong bài học sau, ngay sau bài học này các bạn sẽ được học thôi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta cứ thực hành với cái view này cũng được rồi nhá. Rồi, thì sau khi các bạn đã có cái file Revit này rồi thì để tiến hành import CAD thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ insert, nó nằm đây, được chưa? Thì các bạn sẽ vào đây, các bạn thấy này, nó sẽ có hai công cụ, một là link và một là import. Cả hai công cụ này đều có CAD cả. Đấy, hai cái này nó khác nhau cái gì? Về bản chất ấy, thì hai cái công cụ này đều các bạn đều đưa một cái file CAD vào trong cái phần mềm Revit để chúng ta có thể tiến hành phục vụ cho dự án. Nói điểm khác biệt duy nhất đó là link CAD ấy, thì tức các bạn sẽ đưa cái file CAD vào dưới dạng giống như một cái XREF, nghĩa là chúng ta sẽ chỉ là liên kết cái file CAD vào trong cái phần mềm Revit, chứ chúng ta không phải là bản chất đưa hẳn cái file CAD vào Revit. Đấy, còn nếu các bạn sử dụng import CAD ấy, thì tức là các bạn sẽ biến cái file CAD đấy thành một thành phần của Revit luôn, khác nhau hoàn toàn nhé. Link là chúng ta chỉ là liên kết thôi, chúng ta đưa cái file CAD chúng ta liên kết với file Revit để chúng ta dựa vào đấy chúng ta làm việc thôi, nhưng cái file CAD đấy nó không thuộc file Revit, còn import là nó thuộc hẳn luôn. Và đây là cái hai cái vấn cái, từ cái câu chuyện này nó sẽ nảy sinh ra những cái đặc điểm, đó là nếu các bạn sử dụng link thì cái file Revit của bạn sẽ nhẹ hơn, đúng không? Chúng ta sẽ không phải là đưa cả file CAD vào mà chúng ta chỉ liên kết thôi, mà nó sẽ nhẹ hơn. Thứ hai, sử dụng link thì các bạn có khả năng chỉnh sửa phương án. Giả sử các bạn chỉnh sửa file CAD thì các bạn chỉ cần đó là liên kết lại, reload nó lại thì ngay lập tức nó sẽ update cái file CAD các bạn cho file Revit. Còn nếu các bạn đã import vào rồi, nó trở thành một thành phần của cái file Revit rồi thì nó sẽ không còn khả năng update khi chỉnh sửa nữa. Đấy. Thì các bạn sẽ thấu hiểu cái này rất là rõ trong cái giai đoạn sau khi chúng ta học. Thì ở đây thì mình khuyên các bạn là trong những cái trường hợp mà những cái file CAD mang tính như là phục vụ làm thiết kế, như là cái file CAD chúng ta đưa vào để chúng ta dựng thì chúng ta sẽ sử dụng link. Còn chỉ khi là những file CAD nào mà chúng ta import, đó là những cái file CAD mà giống như các bạn phục vụ để dàn trang chẳng hạn, các bạn có một cái chi tiết kỹ thuật, chi tiết mặt cắt mà các bạn không thể dựng được trong Revit, mà các bạn có một cái file CAD là file CAD chi tiết kỹ thuật đó rồi, thì các bạn hoàn toàn đưa nó vào để biến nó thành một cái thành phần, là một cái bản vẽ trong phần mềm Revit, được chưa? Có những cái nói tóm lại, những cái đối tượng nào mà không có cái yêu cầu đó là cần phải sự có thể update cập nhật khi chỉnh sửa này, hoặc là nó quá nặng nhẹ nhàng thì các bạn có thể sử dụng import CAD, còn hầu hết chúng ta sẽ sử dụng link CAD nhá, đặc biệt trong giai đoạn thiết kế này. Thì hai công cụ này nó chỉ có khác nhau thế thôi, còn khi sử dụng thì nó như nhau. Ở đây mình sẽ sử dụng link CAD này, thấy chưa? Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ dẫn đường link đến cái folder các bạn chứa, đúng không? Chúng ta sẽ mình đã chuẩn bị ở đây. Đấy, đây là hai các file của bạn, đúng không?
thì mình đang ở option 1, đúng không? Đấy, thì các bạn chọn. Tuy nhiên các bạn thấy này, ở đây mình đã làm một cái thao tác sai. Đấy, liên quan đến option. Các bạn có nhớ không? Trong cái mình nói trong các bài học trước, khi chúng ta làm việc với phương án nào thì chúng ta phải chọn nó phương án đấy. Đúng không? Thì nãy mình để main model mình đã đưa vào rồi thì rất là dễ lỗi. Đấy, đã sai rồi đúng không? Sai quy trình. Vậy các bạn phải chọn là phương án 1. Được chưa? Sau đấy thì các bạn chọn link get. Nhớ nhá, nhớ phải chọn vẽ phương án nào thì chọn đúng phương án đấy nhá. Đấy, được chưa? Rồi, thì các bạn sẽ vào desktop này và các bạn vào import CAD này. Các bạn chọn cái file này, đúng chưa? Rồi. Ở đây nó sẽ có những cái thiết lập như sau. Cái này là định dạng đuôi rồi, nó sẽ đưa được đuôi DWG, DXF, đây các dạng đuôi này nhá. Được chưa? Rồi nhá. Color. Color đây thì các bạn muốn nó như thế nào? Nếu các bạn chọn các chế độ như Invert Preserver này thì nó sẽ giữ nguyên màu sắc trong file packet. Còn nếu các bạn để Invert thì nó sẽ đảo màu. Còn nếu các bạn để Black and White thì vào đây cái file packet chúng ta nó sẽ màu đen trắng. Và thường thì mình sẽ để màu đen trắng cho nó dễ nhìn nhất. Được chưa? Còn tất nhiên các bạn có thể quản lý màu sắc của nó sau này. Yên tâm nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn Black and White. Rồi ạ. Tiếp theo. Và giờ thầy chúng ta có cái nút tích này. Nút tích này nó sẽ bao gồm là bạn muốn đưa các layer cast nào vào. Các bạn có thể là chọn on để tất cả. Các bạn có thể chọn là visible là những cái layer nào hiện đang được hiển thị, đang được hiện thì nó mới đưa vào. Còn những cái layer nào mà đang bị ẩn trong cast thì nó không được đưa vào. Được chưa? Rồi ở đây thì mình sẽ chọn visible. Còn specific này là nó sẽ cho phép các bạn, đó là specify này nó sẽ cho phép các bạn đó khi chúng ta đưa vào ấy. Thì các bạn sẽ ra được cái bảng và các bạn có thể chọn là tôi đưa vào cái layer này, đưa vào layer kia. Được chưa? Thì do như mình nói trong cái bài học về chuẩn bị file cast thì chúng ta đã chuẩn bị file cast rất là tốt. Chúng ta đã ẩn hiện, tắt, bật, xóa đi những cái cast rồi. Thì các bạn có thể chọn on, được chưa? Hoặc chọn visible đều được. Đấy. Rồi. Tiếp theo là import unit, cái là đơn vị thôi. Các bạn chọn đơn vị các bạn mong muốn. Đấy, ví dụ file cast của chúng ta đơn vị mm thì mình sẽ chọn mm. Được chưa? Rồi, cái positioning này này, cái này là cái mà mình nói đến cái tọa độ này. Ở đây nó sẽ có các chế độ là auto và chế độ manual. Chế độ auto là chế độ tự động, còn manual thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng tay. Và auto center to center tức là khi nó đưa vào thì nó sẽ lấy tâm của bản CAD đặt vào tâm của Revit. Revit nó sẽ có một cái điểm tâm, tí nữa mình sẽ bật cho bạn xem. Nhưng mà CAD thì ngược lại nó không có khái niệm tâm. Đấy, nên các bạn không chọn chế độ này nhá. Còn manual này thì các bạn di chuyển bằng tay, tức là khi chúng ta không biết tọa độ nó vào đâu thì các bạn đưa nó vào tay. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cái chế độ là thường chúng ta chọn center, tức là nó sẽ cho chúng ta vào chính giữa màn hình của cái file CAD và chính giữa cái file Revit. Thì chúng ta sau đấy chúng ta sử dụng các lệnh như lệnh gióng, lệnh di chuyển thì chúng ta đưa cái file CAD vào đúng cái tọa độ chúng ta mong muốn. Cái này thì khá là dễ thôi, các bạn có thể về tự thực hành. Còn ở đây do mình đã hướng dẫn các bạn đó thiết lập và chuẩn bị cái file CAD rất là kỹ càng và chuyên nghiệp rồi, thế nên vào đây các bạn cứ chọn cho mình là chế độ auto origin to origin, tức là nó sẽ đưa cái tọa độ 00 CAD của chúng ta vào đúng tọa độ 00 của Revit. Cái này là chuẩn nhất nha. Cái này là chuyên nghiệp nhất và các bạn nhờ các bạn chuẩn bị cái file CAD rồi nên sau này các bạn cứ origin to origin rất là nhanh chóng và không bao giờ lo bị lệch lạc cái gì cả. Được chưa? Rồi, nó chỉ có một cái nút tích cuối cùng mà các bạn cần quan tâm, đó là nút tích current view only. Cái nút tích này có ý nghĩa là khi các bạn tích vào thì cái file CAD chúng ta đưa vào nó sẽ chỉ hiện lên cái view mà chúng ta đưa nó vào thôi, tức là nó chỉ hiện lên cái view tầng 1 option 1 thôi. Còn nếu các bạn không nút tích này thì các bạn đi đâu nó cũng thấy, các bạn đi tầng 2 các bạn cũng thấy cái bản CAD đấy, đi tầng 3 các bạn cũng thấy bản CAD đấy, đi phối cảnh cũng thấy và đi đâu cũng thấy, thì nó sẽ dẫn là nó rất là rắc rối và nó dẫn đến là rác cái view của chúng ta. Làm đáng lẽ cái view đấy không cần nhìn thì nó cứ nhìn, rất là khó, rất là bực bội đấy. Thì các bạn chọn cho mình là current view only, được chưa? Sau đấy thì các bạn chọn open cho mình, các bạn chờ trong giây lát nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này, đâu chính là cái điểm tọa độ 00 nhá. Chúng ta sẽ bật cái chế độ bóng đèn này lên. Nếu bạn nào đã học trong các video trước thì mình giải thích các bạn, đó là chế độ này cho phép chúng ta thấy những cái điểm chúng ta đã bị ẩn đi, đúng không? Bật lên, bạn thấy không? Đây chính là điểm tọa độ 00 trong Revit và đây chính là cái điểm chúng ta đưa vào. Bạn thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Rồi. Thì đây như vậy chúng ta đã đưa được cái bản CAD đầu tiên. Và các bạn làm tương tự nhá. Ví dụ sang tầng 2 cái option 2 cũng vậy, mình sẽ vào option 2. Tầng 1 option 2.
Mình chọn đây là option 2. Ở đấy mình chọn linked. Mình chọn là option 2 vào. Đây các bạn chọn là origin to origin nhé. Đấy, các bạn open. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, được chưa? Và đây thì mình sẽ đưa thêm một cái nữa là tổng mặt bằng. Là mình sẽ đưa cả cái file main model vào. Thì đây mình sẽ chọn main model. Mình linked và main model. Origin to origin. Các thiết lập khác tương tự. Được chưa? Vâng. Đã xong, các bạn thấy không? Tất cả đều khớp. Đấy, khớp. Đấy. Thì các bạn sau khi các bạn đã đưa vào rồi như vậy này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái file Revit của chúng ta cùng sử dụng các công cụ trong design option. Và như vậy chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế và dựng hình một cái dự án bằng Revit. Và đây chính là các cái nội dung mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các bài học sau. Chúng ta sẽ bắt đầu dựng hình công trình này nhá. Các bạn hãy thực hành rất tốt cái bài này và nhớ là đừng có bị nhầm lẫn giữa các design option nha. Được chưa? Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn về các công cụ import CAD vào Revit và mình cũng giải thích cho bạn về hai công cụ đó là import CAD và link CAD rồi. Ở đây thì mình khuyên các bạn là hãy sử dụng công cụ link CAD nhé để cho file nhẹ nhàng và có thể dễ dàng chỉnh sửa. Và chúng ta cũng đã học được cách tiến hành import CAD vào Revit và sử dụng cả công cụ Easy Option. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.